Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng của tác giả Vĩ Ngư. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. chương 71 Nguyên văn câu nói của Tưởng Bách Xuyên là Tiếp theo đây, bọn họ sẽ tìm mọi cách đổi châu châu về. Tôi có dự cảm là đổi hay không cũng không thoát được. Vậy chỉ bằng không đổi ngay từ đầu. Viêm thác có thể hiểu được ý nghĩa về mặt câu chữ nhưng không rõ vì sao tường bách xuyên lại câm thấy đổi hay không cũng không thoát được. Còn nhiếp cửu la chỉ nghỉ thoáng qua đã hiểu được vấn đề mấu chốt. Cô nói, từng bảo lâm hỉ nhu muốn tìm con, mà sau những chuyến đi tới đất xanh, chú tưởng chỉ mang được mỗi châu châu ra. Nếu xét về mặt thời gian, chú ấy bắt được châu châu trong khoảng giữa năm 91 và năm 92, còn lần đầu tiên lâm hỉ nhu xuất hiện là tháng 9, năm 92. Quả thật rất sát nhau. Nếu bỏ qua sự tranh lệch về ngoại hình, rất có thể Châu Châu chính là con trai của Lâm Hỷ Nhu. Nếu Châu Châu là con của Lâm Hỷ Nhu, chắc chắn nó sẽ rất quan trọng với bà ta. Thế nhưng Châu Châu sống trên mặt đất gần 30 năm rồi, sắp tới ngày kết thúc rồi. Anh đặt mình vào lập trường của Lâm Hỷ Nhu mà xem bà ta gặp lại Châu Châu có vui vẻ được không? Viêm thác thở dài, cái này còn cần hỏi nữa ư? Lấy một ví dụ không tương đồng lầm là một người mẹ khổ sở tìm kiếm đứa con trai bị bắt cóc, cuối cùng chỉ tìm được đứa con đang hấp hối. Vậy thì sao người mẹ đó có thể không căm phần cho được? Khi mới nghe câu nói trên, anh còn tưởng tưởng Bách Duyên là kẻ cứng đầu, không sợ chết, nhưng nay mới rõ không phải không sợ chết mà do ông ta hiểu hết tình cảnh của mình đó thôi. Anh nhìn đồng hồ, muộn lắm rồi, tôi đi rửa mặt rồi nghỉ ngơi đã. Mấy tiếng đồng hồ trước đó tuy mang tới những câu chuyện nặng nề nhưng trong anh lại có sự vui mừng nho nhỏ. Cái cảm giác ấy hệt như một người bị mù đã mấy năm, bỗng dưng mắt tỉnh tai thính. Khi đứng dậy, anh cấm cả cốc nước rỗng ra ngoài. Trước đó nhấp tử la còn chưa phát hiện vẫn đẻ, khi nhắc thấy cốc nước của mình gân chạm đáy, chỉ còn lại một đám táo đỏ và câu kỳ tử trông chất bên nhau, cô chợt thấy nặng bụng. Ai cũng biết đây không phải thứ có thể dịu đi mà thời gian càng lâu nó sẽ càng nghiêm trọng. Trong tiếng nước rào rào của toilet, nhấp cửu la nghiến răng túm chặt chiếc chăn, đấu tranh tư tưởng. Có nên nhịn không nhỉ? Nhịn tới sáng mai cô giúp việc sẽ đến, chỉ nhịn 10 tiếng thôi mà. Không được, không được, thì làm sao mà chịu nổi? Tất cả đều là người mà, với lại ở trong mắt viêm thác cô có phải tiên nữ gì đâu. Thật chẳng hiểu nổi, một người đàn ông tầm lâu thế làm gì tầm qua loa hai phút là được rồi đêm hôm trước viêm thác mới được tắm bùn tuy sau đó đã tắm rửa và thay đổ trong lúc trở về biệt thự dẫn chân phúc đến đây nhưng anh vẫn cảm thấy người mình chưa sạch sẽ chính cho nên lúc này anh tâm rất kỹ càng chỉ riêng gội đầu đã gội tới tận hai lần khi anh thay đổ và quay lại phòng ngủ nhấp cửu la đã phải cuộn tròn chân lại để nhịn rồi đương nhiên cô vẫn nói thật hờ hững Viêm thác, tôi muốn vào toilet. Viêm thác thoáng ngẫm nghĩ, tôi vừa mới tắm xong, đang mở cửa số thông gió. Hay là cô đợi thêm lát nữa? Nhất cửu la thốt lên, không cần. Vừa dứt lời cô đã hối hận bởi nói quá nhanh sẽ làm lộ sự gấp gáp của mình. Viêm thác hiểu ra ngay, tùy hơi buồn cười nhưng anh phải cố nhịn, bây giờ cô. Đi toilet có các bước gì? Tôi phải, phối hợp sao? Bước biết gì, nhấp cửu la vẫn cố nhịn bình thường cô giúp việc chỉ dìu tôi qua sau đó lại dìu tôi về thế thôi viêm thác sừng sốt bây giờ cô đã đi được rồi à sao lắm lời vậy nhấp cửu la đã sắp bật khóc cô giúp việc bảo cử đi từ từ sẽ không sao người ta sinh con xong còn xuống đi lại được luôn viêm thác đó là do cô ấy không ôm nỗi cô thì có vừa nói anh vừa cúi người xốc chăn lên cánh tay phải vòng xuống dưới khuỷu chân cô cánh tay trái ôm sau lưng cô còn cùi cả đầu để có ôm lấy dễ dàng do dự một thoảng nhấc cửu la giơ tay ôm lấy cổ anh anh vừa tắm xong phần tóc sau cổ còn hơi ướt có mấy giọt nước nhỏ xuống tay cô lành lạnh để anh ôm đi cùng được nhưng khi nhấc lên và thả xuống phải rất cẩn thận viêm thác dặn nếu đau cô phải nói đấy nói rồi anh cố gắng đứng thẳng người dậy một cách nhẹ nhàng nhất vết thương bị kéo căng nên hơi nhỏi, cảm thấy chỉ là việc nhỏ, nhấp cửu la khẽ nhíu mày, không nói năng gì. Trong toilet cửa số mở hé, hơi nước ấm áp khi anh tâm đã tan gần hết, chỉ còn lại mùi sữa tắm nhẹ nhẹ. Theo yêu cầu của nhấp cửu la, viêm thác thả cô xuống bên bồn rửa tay. Do lúc đi quên lấy dép lê, anh ném chiếc khăn tắm xuống đất cho cô dẫm lên. Nhà lưu trường hỉ không lớn, toilet lại càng nhỏ, giơ tay ra là có thể bám vào tường nên chẳng lo cô sẽ ngã. Nhìn cô bám vào bồn rửa tay, viêm thác nói, tôi đợi ở bên ngoài, có việc hoặc xong thì gọi tôi. nhiếp cửu la gật đầu, vặn nước ấm ra thầm khăn giấy để lau mặt. Đến khi cửa toilet đóng lại, cô mới thở phào, rồi dịch từng bước tới bên bốn câu trong tiếng nước chảy. Viêm thác đứng dựa tường, nghe tiếng nước chảy liên hồi còn thắc mắc tại sao giữa mặt mà lâu thế. Đến khi nhận ra vấn đề anh vội vàng bước ra ngoài, đi loanh quanh trong phòng khách, lúc thì xem hình vẽ trên cốc, lúc xem ấn triện dưới đáy bình hoa. Khi tiếng nước ngừng, anh nghe thấy cô gọi, xong rồi. Viêm thác mở cửa đi vào. Chẳng rõ có phải vì chuyện vừa dối không mà anh hơi mất tự nhiên. Nhếp cửu la cùng y vậy, cứ cục mất, vuốt tóc che đi tâm trạng của mình. Áo ngủ rộng quá mức, hơn nữa hình vẽ bên trên thuộc dạng đáng yêu, không hợp với cô lắm nhưng sự tương phản ấy lại làm nổi bật lên sự yếu đuối của cô viêm thác nhờ tới lần đến thăm nhà cô ban đêm cô mặc bộ váy ngủ tơ tằm sáng lấp lánh ngồi rất thản nhiên không ngờ lại là cùng một người thật khó tưởng tượng nổi viêm thác đi tới hỏi cô vẫn như ban nãy vào thế nào ra thế ấy hả nhấp cửu la đáp anh dịu tôi về cùng được nhưng hơi chậm đấy viêm thác cười thôi nửa đêm còn tập đi gì nữa anh giơ tay ôm lấy eo cô nhấp cửu la cũng ghé vào lòng anh theo động tác ấy cơ thể mềm mại lành lạnh trong khoảnh khắc đó viêm thác cảm thấy hai người như đôi tình nhân ôm nhau say đắm một giây sau anh đã cười bản thân mình nghĩ nhiều anh và cô còn chưa được tính là thân quen ấy chứ đưa nhấp cửu la về chỗ viêm thác nghiên cứu chiếc giường gấp một người kia nhấp cửu la nhìn thấy anh lắc khung giường rung trái phải miệng còn thì thầm cái này có nắm được không đây yên vị trên giường nhấp cửu la sinh rảnh rỗi cô giúp việc vẫn nắm được viêm thác kiểm tra khung giường cố gắng tìm xem trên đó có đánh dấu giới hạn trọng lượng không cô giúp việc bao cân còn tôi bao cân sao mà giống nhau được với lại chủ trường hy là người tiết kiệm mua gì cũng chọn thứ rẻ lòng tự trọng còn cao nữa không chịu nhận sự giúp đỡ của người khác. Lúc nào chú ấy cùng bảo, tay to nhường nào bưng bát lớn chừng ấy, với chú vậy là đủ dùng rồi. Nhếp cửu la xoắn góc chân, anh không thể giữ cái suy nghĩ của rẻ là của ôi được, đôi khi cũng có đó đẹp giá rẻ mà. Viêm thác không đáp lại, không ngờ anh lại tìm ra nhân giới hạn trọng lượng thật, trọng lượng tối đa 75kg. Nhếp cửu la hỏi ngay, anh bao nhiêu cân? Viêm thác không thấp, phải tầm 1 m 83 1 m 84 gì đó. Trên dưới 72,5 kg. Cái này còn tùy trạng thái cơ thể, lúc giảm lúc tăng. Nhấp cửu la nghĩ bụng, thế thì nguy đấy. Cho dù anh 72,5 kg tròn thì còn cả chân nữa. Chân mùa đông cái nào trả 2, 3 kg. Không sao đâu, trọng lượng tối đa của người ta là 75 kg cơ mà. Thế là đủ rồi anh ngủ ngoan một tí, đừng nhảy disco trên đó là được. Viêm thác bản tin bán nghỉ nhưng cũng chả làm gì được bởi đâu có chiếc giường khác cho anh chọn. Sau khi tắt đèn, anh nằm ngoan ngoãn trên giường. Nhếp cửu la vảnh tay nghe tiếng kéo kẹt của khung giường, lòng thầm nghĩ chiếc giường này quá đáng thương, đây không phải tiếng kêu mà là tiếng rên rĩ đau khổ. Cô nghĩ, kiểu gì cũng sụp, không rõ là khi nào thôi nhưng đợi mãi đợi mãi cũng không đợi được nhấp cửu la tiếp nuối thiếp đi chẳng rõ bao lâu khi đang ngủ say cô bỗng nghe tiếng kéo kẹt mất việc phải nằm yên nên chờ mình tiếp đó là một tiếng rắm chắc là viêm thác ngủ say quên sập à nhấp cửu la mở bừng mắt hết cả buồn ngủ quả nhiên cô nghe thấy viêm thác chửi thầm mẹ sập thật hả thật là buồn cười cô cố nhịn cười giả vờ như mình còn đang ngủ nhịn tới mức đau cả bụng, vết thương cũng căng ra. Chắc là sợ làm cô thức giấc, sau khi đứng dậy viêm thác không bật đèn mà chỉ mở đèn pin điện thoại rồi dựng chiếc giường dậy, thì thâm, cải giường rách này. Dựng được một nửa, sợ động tĩnh lớn quá, anh ngoảnh lại nhìn cô. Hay lắm, nhìn thì như còn ngủ say xưa mà sao cả người lẫn chăn đều rung lên thế kia. Đang cười chứ gì, viêm thác không biết nên nói gì. Lát sau anh quay ảnh đèn lại, dù sao anh vẫn phải sửa giường. Sáng hôm sau, việc đầu tiên nhiếp cửu la làm sau khi mở mắt là tìm viêm thác. Anh đã không còn ở trong phòng nữa. Chiếc giường kia đã được gấp lên dựa vào tường, trông thật tủi thân. Thế là tự dưng cô chẳng rõ nên bảo viêm thác xui vẻo hay chiếc giường xui xẻo nữa. Nhiếp cửu la lại muốn cười. Trời chưa sáng, Lưu Trường Hỷ đã ra tiệm. Chú để lại tờ giấy cho viêm thác. Bảo là khoảng 10 giờ cô giúp việc sẽ đến, nếu anh không vội thì đợi cô ấy đến rồi hàng đi. Cũng chẳng vội gì hai, ba tiếng, Viêm Thác ra ngoài mua bữa sáng. Đến khi trở về, Nhấp Cửu La đã dậy được một lúc. Viêm Thác hỏi cô, rửa mặt không? Nhấp Cửu La gật đầu, hỏi ngược lại anh, tối qua ngủ ngon chứ? Viêm Thác lại chẳng làm cô thỏa mãn, ngon chứ? Đã lâu không ngủ ngon thế rồi tâm hơn ở nhà luôn bừng tỉnh, quả nhiên ở bên ngoài vẫn yên tâm hơn. Vậy à, nhìn nét mặt thành thật của anh, nhấp cửu la bắt đầu nghi ngờ bản thân, hay là hôm qua mình nghĩ nhiều quá nên mơ thấy thế. Nhưng giấc mơ ấy thật lầm ý. Rửa mặt xong, nhấp cửu la ăn cơm trên chiếc bàn nhỏ đặt ở giường. Cô ăn rất ít, chỉ có mấy miếng chảo và nửa chiếc xíu mại. Viêm thác cũng nhận thấy điều ấy, không thích à. Thế mấy món cô giúp việc làm thì sao? Cô có thích không? Nhếp cửu la im lặng một lúc lâu mới nói, viêm thác, tôi muốn về nhà dưỡng bệnh. Viêm thác ậm ừ, cúi đầu nhét nốt nữa chiếc bành bao còn dư vào miệng. Anh đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi, chỉ không ngờ nó sẽ tới nhanh đến vậy. Nhếp cứu la giải thích, cô giúp việc rất tốt nhưng với tôi, đây là nhà người ta, tôi thấy bất tiện. Về nhà mình sẽ thoải mái hơn. Trong nhà tôi có chị Lư, chị ấy sống với tôi cũng lâu rồi, có chị ấy tôi làm gì cũng tiện. Với lại tôi còn có người quen mở bệnh viện tư, đi kiểm tra hay phục hồi chức năng cũng không cản che giống. Dù sao cũng là vết thương do bị súng bắn mà. Viêm thác gật đầu, được thôi, cô định, về thế nào, tình trạng của cô bây giờ, tự đi chắc là không được nhỉ. Nghe giọng điệu có vẻ không định đưa cô về. nhiếp cửu la nói, gọi xe thử, nếu vẫn không được tôi sẽ bảo anh Thái. Là bạn của tôi ấy, nhờ một người đáng tin đến đòn tôi. Khi cô vừa tỉnh, còn cảm thấy trời hôm nay đẹp nhưng giờ bỗng thấy chẳng ra gì, dù có mặt trời nhưng ánh nắng không trói trang mà cử ỉu siêu. Viêm thác ăn hết cháo, giật tờ khăn giấy để lau miệng, không nên làm phiền hà người khác, hay là thế này cô cứ dưỡng bệnh thêm mấy hôm, khi nào đi được tôi lại đưa cô về. Nhếp cửu la suy nghĩ một hồi, đành phải đồng ý, cũng được. Nói xong cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa số. Ngoài đó có cây cổ thụ, một con chim sẻ ngô đầu đen bụng vàng đang nhảy nhót trên cành. Anh mặt trời chiếu qua kẽ lá, tạo thành những đống năng lưa thưa. Thật ra, thời tiết cũng tạm được. Ăn sáng và thu dọn bát đũa xong, viêm thác đưa hai thứ nhiếp cửu la quan tâm nhất cho cô. Giao và điện thoại, nói ra cũng rất buồn cười, hai thứ ấy đều được bọc kỹ trong túi như là vật chứng. Nhất là chiếc dao kia, đến nay vẫn còn rõ những vết máu loang lổ trên thân. Viêm thác nói, khi tôi nhặt được nó thế nào thì tôi cũng trả cô y vậy. Tôi thấy con dao này đã có tuổi nên không rửa giúp cô nữa. Nhỡ con dao này quý giá lắm, rồi có phản ứng hóa học với chất tẩy rửa và hỏng hóc thì anh không đến được. Còn như điện thoại, những vết xước trên thân và một vết nứt trên màn hình đã đủ cho thấy trận đánh ở trạm bơm nguy hiểm tới mức nào nhếp cửu la không vội sạc pin mở máy đã mấy hôm rồi việc có gấp cũng thành quá khứ mở máy muộn thêm tẹo cũng chả sao cô hất hàm ra ngoài cửa anh giữ trấn phúc lại bảo muốn hỏi anh ta điều gì đó là định hỏi chuyện của em gái anh hà anh chắc chắn anh ta biết chứ viêm thác tin tưởng trực giác của mình khả năng cao là biết Bọn củ đất này còn mang chuyện nhà tôi ra làm trò cười với nhau cơ mà. Chẳng qua anh ta cứng đầu, thả chết cũng không chịu nói. Nói tới đây, anh cười khổ, răng chó chết sớm quả. Nếu không, hỏi anh ta có khi còn có hy vọng hơn. Nhếp cửu la không nói tiếp vấn đề ấy, thế anh định giải quyết chân Phúc kiểu gì? Tạm thời cứ dẫn theo à? Cứ vậy đã, ngày nào cũng kiểm tra hai lượt, đề phòng anh ta sống lại. Còn không được nữa thì khi sắp sống lại, tôi cho anh ta chết thêm lần nữa. Nhếp cửu la bật cưới. Sống rồi lại chết, chết rồi lại sông, sống sông chết chết thật chẳng dứt khoát. Cô nói, hay là mấy ngày nay anh để anh ta lại đây cho tôi? Đằng nào tôi cũng rảnh rỗi, nếu anh ta dậy tôi hỏi thứ xem sao. Viêm thác sừng sốt, để đây cho cô á. Không được đâu, cô đang bị thương thế này. Nhếp cửu la nghiêng đâu, nhờ mắt nhìn anh, bị thương thế này thì sao? Chỉ cần anh trói chặt, nhét rẽ kỹ thì dù anh ta có sống lại cũng vẫn phải nằm trong vali cơ mà. Hơn nữa tôi hỏi có tác dụng hơn anh nhiều. Anh là người trong cuộc, dễ bị xúc động nhưng tôi lại khác. Và lại anh sách ra sách vào, dù cho bọn Lâm hỉ Nhu không phát hiện thì anh không sợ bị cảnh sát kiểm tra á. Bàn giao xong tất cả vẫn còn cách 10 giờ nửa tiếng. Viêm thác chơi cờ cá ngựa cùng nhiếp cửu la vì trò này đã nằm bên gối cô mấy hôm rồi. Cô rất tò mò. Trò chơi có bối cảnh người hùng thoát khói hang cấm. Cách chơi cũng rất đơn giản. Đổ xúc sắc quyết định số bước đi trên đường chạy trốn có các loại cạm bẫy. Xa chân vào là toi đời. Ba ván, viêm thác đều thua. Vẫn đầu, uống nhầm rượu độc, chết vì máu chảy khắp giác quan. Vân thứ hai, chết vì nghẹn mi. Ván thứ ba, vào nhầm hang ổ người đẹp dần bị ả ăn thịt viêm thác cũng bó tay tại sao lần nào cũng là tôi thế cho dù tính theo xác suất thì cũng phải đến lượt cô nữa chứ nhấp cửu la đáp do anh xui thôi khi cô giúp việc tới hai người bắt đầu ván thứ tư sau khi bắt đầu ván được một lúc cuối cùng viêm thác đã phát hiện bí mật chỉ thẳng không thua của nhấp cửu la ví dụ như cô ném xúc xắc được số năm phải đi năm bước mà bước thứ năm là cạm bẫy bị đá trên trời rơi trúng đầu. Cô sẽ cầm quân cờ, bảo đi nhẹ, năm bước. Sau đó di chuyển quân cờ, vừa đi vừa đếm, 1, 2, 3, 4, 5. Đếm là năm nhưng động tác trên tay rất đa dạng để số bước đi thực tế chỉ có 4. Dừng lại trước cạm bẫy, cô còn khoe me, nguy hiểm ghê, suýt thì chết. Văn thứ tư kết thúc, viêm thác lại thua lần này anh chết vì khi gặp được hoa khôi xóm cô ả à cười với anh làm anh xúc động nhồi máu cơ tim cô giúp việc nấu nướng trong bếp lúc thải lúc gọt lúc đun lúc vớt tiếng dao lốc cốc tiếng nước rào rào rất có hương vị cuộc sống nhộn nhịp trên cây cổ thụ ngoài cửa sổ con chim sẻ ngôi nhỏ giật mình bay vút đi làm cành cây lay động tạo nên một chiếc cây nhuộm đậm ánh nắng vàng viêm thác bỏ quân cờ xuống đứng dậy từ biệt không chơi nữa, thời buổi này người trung thực toàn bị bắt nạt. Chương 72. Việc đầu tiên Nhiếp Cửu La làm sau khi mở điện thoại là liên hệ với Hình Thâm. Nhưng không liên hệ được, anh ta tắt máy rồi. Tuy vậy, cô cũng chẳng bất ngờ bởi Hình Thâm là một người rất cẩn thận. Trước khi chia thành hai ngả, anh ta đã bảo sẽ báo cho những người còn lại để chuẩn bị trước, sự chuẩn bị này không gì khác ngoài thay đổi nơi ở và tắt máy, đổi số điện thoại. Vậy thì gay đấy, bên phía răng cửa cô chỉ biết mỗi tường bách xuyên và hình thâm thôi. Nhấp cửu la lưỡng lự mài, cuối cùng vẫn đăng một bài viết lên Weibo. Suối reo trong tiếng chó vang, hoa đào mưa thấm lại càng tươi hơn, lời dịch thơ của Nguyên Vũ. Là một blogger nghệ thuật, tỷ lệ tương tác bài viết của fan cô thấp hơn nhiều so với sao mạng. Nhưng ít ra cô cũng có mấy trăm nghìn người theo dõi lạc đà chết khô còn to hơn ngựa nên chỉ lát sau số lượng bình luận bên dưới bài viết đã chất thành núi. Hành lá không thích ăn tỏi, a a a a, mình thấy gì thế này? Hoa đào, chị đang ám chỉ điều gì đúng không? Ánh trăng nặng năm chục ký, tôi nghi ngờ mình đang bị ép ăn cơm chó. Mía và mã thấy là cấp bồ thật đỏ, bổ bên trên, không hiểu thì hỏi bai đô đi. Rõ ràng đây là thơ của Lý Bạch mà bài thăm đạo sĩ Thiên Sơn mà không gặp. Không ngờ chỉ mới một lát tên bài thơ đã bị đào ra. Bỗng dưng nhấp cửu la cảm thấy giàu dĩ. Quả thật đó là bài thâm đạo sĩ Thiên Sơn mà không gặp. Khi ấy cô mới 17 tuổi, vào dịp nghỉ hè năm lớp 11, đến chỗ tưởng Bách Duyên để tập huấn riêng, cô đã gặp được hình thâm. Thuở từ trường thành vừa kịp biết yêu, thế nên vừa thấy đã thương. Sau này nghĩ lại, cái chuyện vừa gặp đã thương quả phụ thuộc vào sự may mắn. Nếu chỉ chọn người bằng gương mặt rồi mong đợi người ta có nhân phẩm, suy nghĩ, tích cách, sở thích phù hợp với mình thì đúng là ảo tưởng và mơ hào. Sắp sửa lên lớp 12, áp lực của bài vỡ khá lớn, bài tập hè chất cao như núi, trong đó bao gồm các loại thơ, văn cổ. Một hôm gặp được bài thơ này của Lý Bạch, mới đọc tim cô đã thập thình thịch. Cô cảm thấy đây là duyên trời định, bài thơ này có khác nào đang viết về cô và hình thâm đâu. Suối reo trong tiếng chó vang vừa hay hình thâm là người nhà chó. Hoa đảo mưa thấm lại càng tươi hơn câu này chẳng phải đang ám chỉ tình cảm thám này nở của hai người đó sao. Hưu nai bụi vắng, thụ thâm, chập chờn câu này có chữ thâm trong tên hình thâm. Giữa trưa bên suối đâu còn tiếng chuông suối xì đồng âm với tịch si, cũng chính là cô. Bởi vì những lý do trên, cô rất thích Lý Bạch. Sau này mỗi khi gặp cuộc tranh luận về lý đỗ của những người yêu thích thơ đường, cô luôn đứng về phía tiên thơ, Lý Bạch. Sau khi hai người xác định quan hệ, cô còn đọc bài thơ này cho hình thâm nghe, dặn anh ta phải học thuộc vì đây là thơ về chúng ta, có khi còn được đọc kỷ niệm trên hôn lễ và lễ tang. Này mất liên lạc, cô chỉ có thể truyền tin bằng phương thức mơ hồ này, hy vọng hình thâm sẽ trông thấy sớm và liên lạc lại với cô dùng lúc. Tất nhiên cô cũng hy vọng anh ta không nghĩ nhiều. Mấy ngày tiếp theo, nhấp cửu la yên tâm dưỡng bệnh. Vết thương trên cánh tay thì không vội được bởi dụng tới gân xương là phải dưỡng cả trăm ngày nhưng nhờ cơ thể khóe mạnh, vết thương do đạn bắn lại rất mau lành, đến nay cô đã có thể vịn tường đi lại trong phòng rồi. Ngoài dưỡng bệnh, cô còn làm hai việc khác là đọc sách và mua hàng online. Đọc sách tất nhiên là đọc mấy cuốn sách viêm thác mang tới còn mua hàng online thì muôn màu muôn vẻ từ quần áo đồ trang điểm tới nổi hấp máy hút bụi cái gì cô cũng mua quần áo đồ trang điểm là mua cho mình những thứ khác thì mua cho lưu trường hy cô còn nhớ viêm thác bảo lưu trường hy rất tiết kiệm lòng tự trọng lại cao trong khi đó cô đã làm phiền chú ấy suốt mấy ngày nay nên quyết định mua sắm ít đồ gia dụng mới coi như quà cảm ơn Đương nhiên cô không nói thẳng như vậy mà sẽ nói kiểu nồi hấp nhà chủ sao ấy, làm bánh chẳng ngon hoặc là quét băng trồi toàn bụi làm chầu ho mãi, dùng máy hút bụi vừa không bụi vừa nhanh như thể mua những thứ này đều vì chính bản thân mình. Việc này khiến cho ấn tượng của Lưu Trường Hỷ về cô ngày càng giảm sút. Chủ nghĩ bụng, cô bé này phung phí quả, chẳng biết tiết kiệm gì cả. Nếu sau này có lấy tiểu thác thật thì không thể để con bé quân lý tiền bạc trong nhà. Trưa nay, Cô giúp việc làm món cá vực hấp quả chám và dưa chua, măng tây xào bách hợp và một chén cơm ngũ cốc. Đồ ăn nêm nếm vừa vặn, dẻo ra dẻo, giòn ra giòn, khiến người ăn sảng khoái. Suốt mấy ngày nay, đây là lần đầu tiên nhiếp cửu la ăn nhiều như vậy. Tâm trạng cũng tương đối vui vẻ, những thứ ăn vào bụng đều là chất dinh dưỡng có thể nuôi dưỡng cơ thể cô mà. Đang định gấp thức ăn, chiếc vali dựng thẳng ở bên giường bồng có tiếng sột soạt thật nhỏ đùa của nhiếp cửu la rừng giữa không trung. Lát sau cô bỏ đùa xuống, dướn người tới bên mép giường, áp tay phải vào bên ngoài vali. Ôm, um, có thật. Cô mở điện thoại lên, bật bừa một bài hát khá ồn ào. Khi cô giúp việc đến thu dọn bát đũa còn nhận được một niềm vui bất ngờ. Đêm nay cô ấy được nghỉ, không cần ngủ lại trông nhiếp cửu la. Cô giúp việc hỏi lại cho chắc chắn, thật à? Không, trừ tiến chứ. Nhiếp cửu la cười, không à. Đêm nay cô nên xuất hiện với hình tượng gì nhỉ? Phải có vài từ mấu chốt. Ừm, chọn xinh đẹp, hiền lành mà lại hơi bệnh hoạn đi. Trấn Phúc ngủ một giấc thật dài, nhưng càng ngủ cổ càng ngứa, cái loại ngứa như da non mới mọc gà muốn giơ tay lên gãi nhưng chẳng biết tay đi đâu mất nên chỉ có thể cọ người khắp mọi nơi. Sau đó, một mặt trời khổng lồ đỏ rực xuất hiện ở phía trước và đang càng lúc càng xa. Trần Phúc giật nảy người, ra sức đuổi theo nhưng tay chân như bị ai ấn chặt xuống, cố thế nào cũng không làm gì được. Mỗ hồi túa ra như tầm, gã trơ mắt nhìn mặt trời nhỏ dần cho đến khi chỉ còn một đống như ngọn nến. Trần Phúc sốt ruột quá đỗi, cuối cùng hai con mắt mở bừng ra, tỉnh dậy. Nhưng thật sự có một ngọn lửa đỏ tươi đang bay bổng trong màn đêm sâu thẳm. Gã trợn to mắt rồi nhắm lại, tiếp đó lại mở ra. Sau vài lần như vậy, con mắt đã thích ứng hơn với bóng tối và gã đã nhìn thấy rõ ràng. Bây giờ là ban đêm, gã đang ở trong phòng, theo cách bày biện đồ đạc, chắc hẳn là nhà dân. Ngọn nến kia tốn tại thật, đó là một cây nến sáp ong cầm trong chén nhỏ đang cháy hừng hực, những giọt nến nhỏ dần xuống dưới. Trên bàn rất bừa bộn, vừa có mỹ phẩm vừa có chén đĩa. Bên bàn có một chiếc ghế đối diện với gã, trên ghế là một cô gái trẻ tuổi. Rất quái dị. Cô gái ấy mặc đồ ngủ ở bên trong, chân vắt chéo với chiếc dép lê lũng liếng ở đầu bàn chân. Đồ ngủ và dép lê đều là kiểu đáng yêu, nhưng chiếc áo khoác choàng bên ngoài lại là kiểu to sụp, đen xì như một lớp vỏ lạnh lùng, sắc bên bao bọc, khiến những thứ đáng yêu bên trong không thể đáng yêu nổi nữa mà còn trở nên nực cười. Cô có mái tóc rất dài, phần tóc mái dày sát mi làm chiếc bóng bao trùm lên con mắt một đôi mắt sâu như đầm nước với đường kẻ mắt bao hết mí trên có phần đuôi vình, làn da tái nhợt, môi tô đỏ chót, khi ánh sáng chiếu vào đôi môi gần như chuyển màu đỏ sâm, còn mạ lên một lớp bóng trơn nhẵn. Nhếp cửu la dịu dàng, anh tỉnh rồi à, còn nhận ra tôi không? Trấn Phúc ngơ ngác, một là vì vừa mới sống lại, tất cả mọi thứ đều rời rạc, hai là mới chỉ gặp nhấp cứu la có một lần, cách ăn diện của cô hôm nay cũng khác nên trong chốc lát gà chẳng nhận ra được. Nhưng chắc chắn cô không phải kẻ dễ chơi. Trần Phúc nhận ra miệng mình bị nhét cứng, đầu lưỡi bị đè chặt không thể nào động được. Gà nằm cuộn tròn trong vali, không phải nằm thẳng mà là nằm nghiêng vali dựa nghiêng vào tường. Bánh xe đa hưởng bị khóa lại để tránh vali chạy lung tung, dưới đất còn có thứ gì đó chặn lại. Nhếp cửu la nói, chúng ta nói về quy định trước thần kinh tôi hơi yếu, không thể chịu nổi người ta to tiếng thế nên chúng ta cứ nói chuyện bình tĩnh, từ tốn thôi. Tôi đã tải một app đo decibel rồi. Đơn vị đo cường độ âm thanh vừa nói cô vừa chỉa màn hình điện thoại về phía anh ta, đồng thời dựng thẳng điện thoại. Trấn Phúc thấy được màn hình của app do decibel, bên trên là đồng hồ khắc độ, bên dưới là biểu đồ dạng sóng biểu thị sự thay đổi của cường độ âm thanh. Kim đồng hồ đang lắc trải lắc phải, đường sông chỉ cường độ decibel lúc cao lúc thấp nhưng thực tế chúng đều chỉ cùng một con số. Tôi đặt 60 decibel là đường giới hạn cho nên hơi anh to tiếng vượt quá giới hạn áp sẽ thông báo. Người vượt quá giới hạn sẽ bị trừng phạt đây. Cô vừa nói vừa cười nhưng nụ cười lại rất nhẹ nhàng. Sau đó cô cầm một chiếc cọ trang điểm có đầu cọ rất mảnh lên, chấm vào trong đĩa nhỏ rồi cúi người về từ giữa hai hàng lông mày của gà xuống qua mi mắt tạo thành số một trên cỏ thấm dầu đấy. Nói rồi đó nhé, nếu anh to tiếng, tôi sẽ đốt anh một đường bàng lửa trời sinh. Xong xuôi, có kéo mảnh vải trong miệng gà ra. Do tiến lại gần, Trần Phúc đã nhận ra cô. Cô, cô là dao. Lời vừa thốt ra, nhắc thấy kim đồng hồ và đường sóng chỉ cường độ đều đang tăng vọt. Gã vội vàng nói nhỏ lại, dao. Dao đi ân. nhấp cửu la khen ngợi, đúng, cứ vậy thôi, nói nhỏ lại. Rồi cô chỉ vào một phần cơ thể được áo khoác che đi. Anh bé gây cánh tay này của tôi. Tôi rất là giận đấy. Giận tới mức lúc nào cũng muốn tiền anh xuống suối vàng đoàn tụ với Hàn Quân. Thế nên anh phải quý trọng mạng sống của mình. Cho chuyện nhẹ nhàng với tôi. Dỗ cho tôi vui thì hôm nay tôi sẽ không giết anh. Trần Phúc dùng mình. Hàn Quán. Đúng. Gã nhớ ra rồi. Hàn Quán chết rồi. Gương mặt khô quất như chiếc đầu lâu. Nhiếp cửu la nói anh đừng tưởng hôm nay không giết anh thì có gì hay ho. Làm việc gì cũng phải kiên trì, phải luôn luôn hy vọng. Anh xem tôi này, hôm ấy tôi kiên trì tới tận giây phút cuối cùng, chẳng phải đã đợi được Viêm Thác đến cứu đó sao? Anh cũng phải kiên trì như thế, biết đâu Lâm Hỉ Nhu lại tới cứu anh. Cô càng hòa nhà, Trần Phúc càng lạnh càng người, gã cảm thấy cô có vấn đề về thần kinh. Tôi hỏi anh nhé, túi máu của anh thế nào? Cơ thể còn ổn chứ? trần phúc nuốt nước miếng đánh ực trong đầu vang vọng những câu hỏi tại sao tại sao con bé này lại biết đến túi máu nhấp cửu la sa sắm mặt hỏi anh anh còn không trả lời anh cứ vậy nữa tôi sẽ không thích đâu nói rồi cô cầm lấy que diêm giơ lại gắn mọn nến đầu que diêm tấm lưu huỳnh bọc caliclorat nên khi cháy có tiếng bùm nho nhỏ trần phúc giật mình với tiếng nổ nhỏ vội vàng đáp khi mí mắt máy loạn vẫn ổn, vẫn ổn. 17 đoạn này trong bản gốc ghi là bọc phốt pho nhưng theo tờ tìm trên mạng người ta chỉ tấm phốt pho đổ vào vỏ bao diêm để tạo phản ứng với kali clorat ở đâu que diêm chủ không cho hân vào. Vì tỏ ngu hóa nên không thể kiểm chứng, ai biết thì nhắc để tôi sửa lại nhé. Biểu hiện khá đấy, nhấp cửu la dơ ngang que diêm, thổi nhẹ cho tắt lửa, còn lắc qua lại mấy lần để đế phòng lửa lại bén, sau đó mới nói, vậy là anh may mắn hơn phòng bên nhiều nói rồi cô bĩu môi sang phòng kế bên phòng bên phòng bên còn có ai nữa trần phúc chẳng hiểu gì nhấp cửu la mỉm cười chính là bà chị họ lý đó bà ta cũng thật đáng thương ho tới nỗi không mồi thẳng người được so với bà ta có phải anh may mắn hơn nhiều không họ lý lý nguyệt anh trần phúc giật mình cô bắt chị chị ấy tới đây ư nhấp cửu la ngạc nhiên có viêm thác làm gián điệp ở đấy ai mà tôi không bắt được với lại chính vì bắt các anh tới đây lâm hỉ nhu mới sốt ruột cho người đi tìm đừng bảo tôi không cho anh cơ hội tôi đang chờ bà ta đỏ chẳng qua không biết anh có thể dỗ tôi đến khi ấy không thôi trần phúc lại nuốt nước bọt với tính cách thường ngày gã đã gào thét điên cuồng rồi nhưng vì tình trạng thê thảm của hàn quán còn hiến hiện trước mắt và có vài câu nhấp cửu la nói chẳng sai nhờ kiên trì thêm một thời gian gà lại được cứu ra thì sao chị lâm là người thông minh có lẽ có lẽ đang tìm cách cứu bọn gã rồi sống thêm được lúc nào hay lúc ấy gã cố gắng cười nịnh cô cô còn muốn hỏi gì nữa nhấp cửu la cầm điện thoại lên ai biết lời anh nói là thật hay giả với lại cử hỏi đáp thể mệt lắm, chúng ta cho cả phòng bên chơi cùng nữa. Câu hỏi vẫn thế nhưng lần này vừa hỏi anh vừa hỏi bà ta, đáp án giống nhau thì thôi nhưng nếu khác tôi sẽ cho anh một mối lừa. Hai lần đáp án khác nhau thì không chơi nữa, anh sẽ được xuống với hàn quân luôn. Mãi sau mới hiểu hết, Trần Phúc lắp bắp hỏi, không, không phải chủ, nhờ tôi nói thật, bà ta nói dối thì sao? Nhếp cửu la liếc anh ta, sao anh cứ nghĩ xấu cho đồng bạn của mình thế? Hai lần là hết cơ hội rồi, chẳng lẽ bà ta không sợ chết? Trần Phúc vội la lên, tất, tất nhiên bà ta không sợ dối. Bà già đấy làm gì có túi máu tiếp theo, có khi vẫn luôn ghi hận trong lòng ấy. Nay có cơ hội kiểu gì cũng kéo người chết chung. Nhấp cửu la coi như không nghe thây, nghe này, câu hỏi thứ nhất, năm 2005, đội trùm khăn đến đất xanh, có một người phụ nữ bị cú đất kéo vào khe hắc bạch. Bà ấy sao rồi? Trần Phúc ngây ra như phồng, tôi không biết. Thấy nét mặt nhếp cửu la xấu đi, gã vội vàng giải thích khe hắc bạch. Rộng lãm, khi ấy tôi không có ở đó thì sao mà tôi biết được? Thế không nghe thấy bao giờ à? Không, không có. Vừa dứt lời, điện thoại của nhiếp cửu la đã có trông báo tin nhắn rất nhỏ, không đến mức vượt quả giới hạn 60 decibel. Trần Phúc run rẩy, không dám thở gấp. Nhiếp Cứu La cúi đầu nhìn điện thoại, thật ra chẳng có tin nhắn nào ở đây cả, đó là do cô bấm vào mục cài đặt âm thanh dối chọn chuông tin nhắn. Cô cưới, thật trùng hợp, bà ta cũng bảo không biết. Việc này cũng làm tôi nhớ ra, câu tiếp theo không thể đáp không biết nữa. Nếu câu nào cũng không biết thì chẳng phải sẽ qua hết mọi câu à. Cô bấm vài cái trên điện thoại như nhắn tin bảo lại với bên kia, sau đó hắng giọng. Câu thứ hai là viêm thác, nhờ tôi hỏi hộ. Anh ta bảo anh ta không hỏi được, vậy anh biết tôi muốn hỏi gì rồi chứ. Trần Phúc liếm môi, "Em, em gái cậu ta à? Lâm Hỉ ngu mang em gái người ta đi đâu?" Khe, khe hắc bạch. Mẹ kiếp, khe hắc bạch, lại là khe hắc bạch. Lại một tiếng chuông tin nhắn nữa. Nhấp Cửu La cúi đầu nhìn điện thoại, sau đó ngẩng đầu nhìn Trần Phúc, "Lý Nguyệt Anh không có nói vậy." anh thua rồi. Nói xong, cô nhặt một que diêm mới dí vào ngọn lửa và củi dẫn người xuống. Thấy ảnh lửa diêm cách mắt phải của mình ngày một gần, Trần Phúc lắp bắp nhưng vẫn không quên phải nói nhỏ, không, không phải, bà ta nói là gì. Bà ta bảo làm thành túi máu rồi. Con đã giả này cả miệng toàn xít. Bỗng dưng Trần Phúc chẳng trách nhấp cửu la mà đổ hết tội cho Lý Nguyệt Anh. Chỉ muốn chạy sang đâm vỡ đầu bà ta, bà ta bà ta nói dối đấy lúc bị mang đi em gái viêm thác mới 2 tuổi còn chưa trưởng thành thì sao mà làm túi máu được ngọn lửa đã kể sát mí mắt nhấp cửu la rụt tay lại ra vẻ đăm chiêu anh nói khá có lý vậy là bà ta nói dối hả trấn phúc vội vàng gật đầu nhấp cửu la cảm thản bà ta đúng là sâu tính phải cho mỗi lửa mới được nhưng tại sao anh lại bảo với viêm thác là anh ta sẽ không được gặp lại em gái mình nữa sau đó lại đổi giọng là chúc bọn họ sớm ngày gặp lại. Trần Phúc đáp, khe hắc bạch là nơi nào chứ? Vào khe hắc bạch, củ thành ma người, người thành ma củ. Nhiếp Cửu La cảm thấy chữ vào này quá đột ngột, vào. Người vào thì thôi chứ các anh vào đó từ chỗ nào? Trần Phúc giật nảy mình, như nhận ra mình đã lỡ miệng, mặt gà tái đi nhưng gà không nói năng gì nữa. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio chương 73 Cùng ngày trở về biệt thự viêm thác có nói chuyện với Lâm Linh. Anh không dám nói hết điểm quan trọng vì bọn anh còn phải sống với Lâm Hỷ Nhu một thời gian nữa. Lâm Linh không giỏi dầu tâm trạng, nhờ ánh mắt, lời nói hay hành động nào đó của cô ấy làm lộ chuyện thi không ổn Anh chỉ bảo Lâm Linh là đang chuẩn bị mọi thứ rồi. Để chắc ăn anh cần một khoảng thời gian khá dài nên trong lúc đó Lâm Linh phải giả vờ ngoan ngoãn, nghe lời Lâm Hỷ Nhu. Hôm sau, Lâm Hỷ Nhu và Gấu Đen cũng về. Nhìn vẻ mặt không tươi tần gì của bọn họ, Viêm Thác đoán là vì chuyện của Hàn Quán và Trần Phúc. Hay lắm, bên đó càng nhốn nháo, bên anh càng vui công ty làm việc, ký một đám văn kiện tốn đồng. Viêm Thác giả như không hay biết, vẫn tiếp tục đến lúc tan tầm hôm ấy, Lâm Linh nhắn tin cho anh. Ban nãy gì Lâm mang Gấu Đen? Viêm Thác hồi âm ngay, em nghe được gì không? Lâm Linh gửi một tin nhắn thoại qua em mới xuống nhà lấy biểu kiện. Lúc đi ngang qua phòng khách thì nghe được họ nói chuyện không đầu không đuôi, chỉ có vài câu thôi. Dì Lâm bảo không tìm được người thì tìm xe. Trên xe có thiết bị định vị GPS cơ mà. Với cả trên đường lắm camera giao thông thế chẳng nhẽ chiếc xe ấy không lọt vào ống kính lần nào? Chắc đang nói về việc tìm kiếm Trần Phúc và Hàn Quản. Trên xe Trần Phúc có thiết bị định vị GPS nhưng đã bị anh tháo ra rồi trên đường nhiều camera nhưng lúc lái xe đi, trời đang tối với cả anh toàn chọn lối không xuất hiện trên bản đồ thôi. Tin nhắn thoại thứ hai được gửi tới, viêm thác bấm mở. Gấu đen có vẻ bất đắc dĩ lầm, anh ta bảo, chị Lâm, nếu tất định vị hoặc không có mạng thì thiết bị định vị không thể gửi vị trí mới nhất về đây được. Camera giao thông được lắp ở trên đường, nếu xe đi vào đường dụng dưới nông thôn thì camera nào quay lại được. Tóm lại là sau khi ra khói thị trấn Thạch Hà một lúc, xe đã mất tích như thế bốc hơi khói trần gian rồi. Tin nhắn thoại thứ ba nối đuôi tới. Dì Lâm tức lắm, mắng gấu đen là không có nào, việc quan trọng vậy mà không chú ý ngay từ đầu. Với cả tại sao chỉ điều tra khoảng thời gian sau khi mất tích, thể trước khi mất tích, bọn họ đi đâu, gặp ai, không cần phải tra à. Viêm thác gửi lại một tin nhắn thoại, mới vừa rồi à. Lâm Linh trả lời, vâng, khoảng 10 phút trước thôi. Đoạn sau em phải tránh ra vội vì gấu đen định ra ngoài. Sau khi đi em còn nghe được bọn họ nhắc tới Lữ Hiển, nhưng mà không nghe rõ là gì. Khi nhắc tới hai từ Lữ Hiển, có thể nhận thấy rõ cảm xúc mâu thuẫn trong giọng cô. Vốn dĩ viêm thác định dặn cô đã diễn phải diễn cho tròn, đã đồng ý tìm hiểu với Lữ Hiển thì đừng để mình trông mất tự nhiên như thế, nhưng khi có tâm sự trong lòng thì chỉ một thoáng bần thần, đầu óc cũng bị cuốn đi theo tâm sự ấy. Lâm Hỉ Nhu bảo gấu đen đứng chú ý mãi những việc sau khi mất tích, phải tìm hiểu cả chuyện trước đó như gặp ai, đi đâu. Nếu điều tra chuyện khi mất tích thì Nhấp Cửu La không thể thoát tội được bởi cô đã xuất hiện khá rõ ràng ở hai nơi. Một là sành khách sạn, nơi gặp Hàn quán, cái này dễ nói vì lúc ấy cô đang làm thủ tục trả phòng, không quen biết Hàn quán và còn đi ra ngoài trước nữa hai là nhà hàng nơi cô nghe lén. Cái này cũng tương đối dễ vì sau khi hai người nói chuyện với nhau ở nhà Lưu Trường Hy, anh đã gọi cho nhà hàng kia hỏi thăm. Họ bảo vì nhà hàng có khá nhiều camera, chiếm nhiều bộ nhớ nên cứ 7 ngày sẽ xóa video cũ một lượt. Điều đó có nghĩa hiện tại đã không thể nào tìm lại camera được nữa. Chỉ sợ bọn gấu đen điều tra kỹ càng quá, ví dụ như tìm cả camera giao thông bên ngoài hay cửa hàng đôi diện nếu vậy thì anh không thể ngăn cản được. Mà Lâm Linh nhắc tới Lữ Hiện cùng làm anh nhớ ra mình còn nợ Lữ Hiện một chiếc điện thoại. Sau khi rời khói công ty, viêm thác lượn vào cửa hàng mình thường mua điện thoại. Vì là khách quen kiểm khách sộp, anh vừa vào cửa hàng đã được chính chủ cửa hàng ra đón tiếp. Viêm thác không hứng thú với điện thoại gấp đời mới nhất lắm nhưng nghe chủ cửa hàng giới thiệu thì có vẻ cũng khá thú vị. Khi quét mã kêu A trả tiền, anh bỗng sinh ra một suy nghĩ. Thế là anh không vội trả tiến nữa mà nhìn xung quanh rồi sắp lại chỗ chủ cửa hàng. Anh có thể cài thiết bị nghe lén vào điện thoại cho tôi không? Anh chủ sửng sốt, vội vàng mời anh vào phòng riêng. Xem ra là được, viêm thác ngầm hiểu. Quả nhiên vừa vào phòng, anh chủ đã nói, anh viêm, anh không định nghe lén bí mật kinh doanh đấy chứ. Nếu là vậy thì độ nguy hiểm quá lớn, chúng tôi không dám giúp đâu. Chúng tôi chỉ dám giúp mấy bà bắt kẻ thứ ba hay kiểm soát bạn trai là căng nhất thôi. Người này thật tinh danh, viêm thắc cười, bí mật kinh doanh cái gì chủ. Tôi có một cô người yêu nhưng dạo này thấy có gì đấy là lạ. Nghĩ là cô ấy mang tiếng của tôi đi nuôi trai nên mới nhân tiện hỏi thế trong lúc mua điện thoại làm quà sinh nhật cho cô ấy. Anh chủ tỏ vẻ cảm thông vậy là anh gặp phải kẻ đào mó dối. Người có tiền á, dù là trai hay gái cũng đều mệt đầu với chuyện này. Nói rồi anh ta lại giới thiệu cho viêm tháp một lượt. Hóa ra ngày nay khoa học kỹ thuật đã phát triển, người ta không còn thịnh hành việc lắp thiết bị nghe lén nữa mà chuyển sang cải phần mềm gián điệp rồi. Anh chủ để cứ hết mình một phần mềm có giá 2.000, sau khi cài đặt phần mềm này, anh cần chuẩn bị một số điện thoại riêng biệt để ghép đôi. Số điện thoại riêng biệt đó sẽ không thể liên lạc bình thường với chiếc điện thoại này vì một khi anh gọi, Màn hình của đối phương sẽ sáng lên để kết nối tín hiệu, sau đó dù chủ nhân chiếc điện thoại không nói chuyện điện thoại với ai, anh cũng có thể nghe được động tình xung quanh người đó nói cách khác, có phần mềm này rồi, điện thoại không cần cài thiết bị nghe lén nữa mà chính bản thân chiếc điện thoại đã là một thiết bị nghe lén rồi. Phần mềm này quả thật rất đúng với nhu cầu nên Viêm Thác trả tiền luôn, còn đưa cả điện thoại của mình cho anh chủ kiểm tra, tránh trường hợp mình cũng có phần mềm ấy anh than thầm trong bụng, mình vừa không muốn bị cài đặt vừa lặng lẽ cài đặt cho Lữ Hiền. Nhưng rồi anh lại tự an ủi, làm vậy cũng là để đối phó củ đất. Đây là tình thế bất đắc dĩ, không cần quan tâm nhiều tới những thứ khác. Trở về biệt thự, trời đã tối, mới vào nhà, anh đã thấy gấu đen gọi điện thoại ở bên trong, tâm trạng còn không vui vẻ gì video quá nặng, không gửi qua mail được là sao? Mày không biết bỏ lên đám mây à? Chỉ biết đành đành giết giết thôi hả? Mày mà không bước kịp đám đông thì sớm muộn gì cũng bị xã hội đào thải thôi, biết chưa? Viêm Thác lạnh mặt, lách qua như không trông thấy gã. Quả nhiên, chưa đi được mấy bước đã nghe gấu đen gào lên, "Viêm Thác, mày đừng lại đó cho tao." Viêm Thác dừng lại, lát sau mới quay sang với vẻ mặt ngợi đòn, "Làm sao?" Gấu đen tức mà không làm gì được, "Mày xem thái độ của mày đi." con mắt to như thế mà không nhìn thấy tao đứng đây à? Không thấy tao đang bực à? Không biết hỏi han tao một câu à? Nếu là trước kia, viêm thác đã sắp lại anh gấu dài, anh gấu ngăn rồi. Viêm thác đáp, thấy chứ, nhưng các anh có cho em chơi cùng đâu, liên quan gì tới em nữa? Gấu đen câm nín, nói thật, trước kia gã rất ngứa mắt viêm thác nhưng từ lần tâm sự ở nông trường lại thay đổi suy nghĩ về anh gã cảm thấy tuy viêm thác có thói nịnh bở, luôn cùi nhưng ít ra cũng chân thành. Gà vỗ lưng viêm thác, đàn ông con trai đừng có hẹp hòi, có việc sắp lại không việc tránh xa như thế. Nghe vậy, viêm thác chẳng biết phải nói gì. Gấu đen có thể sống tới ngày nay, chắc chắn là có túi máu riêng của mình mà bao nhiêu năm nay, gà cùng làm không ít việc bẩn thỉu. Thế nhưng khi trông thấy trên người gấu đen cùng có mặt người, thậm chí là đối xử tốt với mình, Viêm Thác vẫn phải thổn thức, tựa như từ nhỏ đến lớn. Quả thật Lâm Hỉ nhu rất quan tâm anh. Những ngày tháng chung đụng lâu dài ấy rất dễ ăn mòn đầu óc, thế nên có đôi khi anh phải giờ lại cuốn nhật ký của mẹ mình để củng cố mối thù hận trong anh. Anh lấy lại bình tĩnh. Anh gấu, có việc gì mà trông buồn thế? Gấu đen không đáp. Viêm Thác cười mỉa mai, kêu em không quan tâm nhưng đến lúc quan tâm thì lại coi em như người ngoài. Được rồi em không xứng được anh tâm sự trăng lên rồi đây anh đi mà nói với trăng gấu đen vừa tức vừa buồn cười cậu làm nhảm gì đây là chuyện lần trước tôi bảo với cậu đây có hai người anh em mất tích ở thạch hà vừa nói gà vừa châm điếu thuốc viêm thác ngạc nhiên còn chưa tìm được à gấu đen không trả lời chỉ nhả khói trăng như muốn nói biết anh mày sâu sao rồi chứ viêm thác hỏi tiếp hai người anh em này thuộc kiểu các anh hả? Gấu đen gật đầu. Viêm thác, anh đừng lo quá, bây giờ ngoài đường đấy camera, dễ tìm mà. Gấu đen thở dài, tìm rồi, bọn họ mất tích sau khi rời khói thạch hà, trên đường đến Nam Ba. Cậu cũng biết đây, trong thị trấn nhiều camera chứ dưới nông thôn làm gì có, còn là vùng núi nữa. Viêm thác trầm ngâm, nếu vậy em đề nghị anh tìm ngược lại phía trước anh đừng nghĩ mãi chuyện bọn họ mất tích ở đâu mà phải xem xem trước khi mất tích họ đã gặp chuyện gì gấu đen ngắn ra nhìn anh một lúc lâu viêm thác ngạc nhiên sao vậy gấu đen chia ngón cái lên với anh giỏi đấy chị lâm cũng bảo tôi vậy có thể thấy được cậu muốn giúp tôi thật viêm thác cười nhưng mà video theo dõi có dễ lấy không gấu đen thờ ơ phẩy tay việc nhỏ thôi ở thạch hà này chúng ta vẫn có kha khá mỗi quan hệ. Chẳng qua phải mang hết video theo dõi của nhà hàng, ngã tư quanh đó về, mà mẹ kiếp, số lượng video quá nhiều. Nói tới cuối, gã bực bội vỏ đâu. Viêm thác tỉnh bơ, có thể gọi thêm mấy người nữa cũng xem, vậy sẽ nhanh hơn chút. Gọi rồi, chắc đêm này không được ngủ luôn. Viêm thác, có cần em giúp một tay không? Đằng nào em cũng rảnh, hay là em gọi mấy món ăn khuya và nửa kết bia nhé? gấu đen giữ viêm thác lại, nữa là vì rượu thịt, nửa là vì xem mấy video buồn tẻ này một mình thì quá chán năn gã có tìm thêm người nhưng người gã tìm là Lý Nguyệt Anh, Phùng Mật, Dương Chính mà bọn họ vẫn còn ở nông trường cơ. Video chia làm mây phân, được gửi riêng lên đám mây của từng người, khách sạn nơi hàn quán ở Gấu Đen, khu nghỉ dưỡng của Trần Phúc, Dương Chính, xe của Trần Phúc trong huyện Thạch Hà, Phùng Mật, xe của Trần Phúc bên ngoài huyện Thạch Hà lý nguyệt anh viêm thác đã hiểu đại khái hàn quán và trấn phúc lần lượt đến thạch hà hàn quán vào ở tại khách sạn trấn phúc thì tìm một khu nghỉ dưỡng để massage rồi nghỉ qua đêm trưa hôm sau hai người mới gặp nhau để cùng đến nam ba vốn tưởng là xe trong máy vi tính nhưng ngờ đâu gấu đen lại chê màn hình máy tính quả nhỏ đau mắt nên tắt đèn mở máy chiếu trong phòng giải trí ở biệt thự để xem như xem phim trong rạp vì là xem ngược về trước nên gấu đen bắt đầu xem từ ngày Hàn quán trà phòng. Video có độ phân giải 720p, riêng một ngày đã nặng tới 30GB rồi, mà để tiện bỏ lên đám mây một video như vậy, được chia nhỏ thành hàng trăm video nặng 200MB nên vừa mở folder ra đã thấy những video chi chít xếp kể nhau, kéo mãi không hết, thảo nào gấu đen lại bảo mẹ kiếp, số lượng video quá nhiều. Viêm thác nhấp một ngụm bia, nhìn gấu đen mở video lên kéo kéo vèo rồi kết luận là không có nội dung quan trọng và chuyển sang video tiếp theo chợt gấu đen bảo tới rồi sau đó gã bấm dừng để Viêm Thác nhìn mặt Hàn Quân đây chính là người này trên màn hình Hàn Quản kéo vali hành lý có vẻ là đi trả phòng Viêm Thác gật đầu bỏ chai bia xuống ngồi thẳng người dậy chắc hẳn nhiếp cứu la sắp ra rồi gấu đen bẩm cho video chạy tiếp trên màn hình một đội người xếp hàng trả phòng rất bình thường phải công nhận camera này quay red nét cùng với xem băng máy chiếu viêm thác hơi căng thẳng quả nhiên không bao lâu sau anh đã thấy một dáng người quen thuộc khi ấy cô còn chưa bị thương nhớ tới việc bây giờ cô phải bám vào các vật dụng xung quanh để đứng thẳng viêm thác bất giác mìm cười gấu đen bồng ơ lên hàn quản nói chuyện với con bé kia kia. dầu trong lòng căng thẳng, viêm thác vẫn đáp bâng quơ, ưu tiên phái nữ, nhường chỗ cho người ta đây mà. Gấu đen còn chưa kịp ngật gù xong thì đã thốt lên, không đúng. Con bé này, nói rồi gã bấm dừng video. Ra đầu viêm thác tê dần. Gấu đen nhìn một hồi, có găng suy nghĩ rồi cuối cùng giật mình, chỉ vào viêm thác đây không phải là con bé đi theo cậu một đêm xong bị cậu ném ở trên núi à? Lúc viêm thác mất tích, bọn Lâm hỉ Nhu từng tim được chủ tiến tài xế thông qua việc treo thưởng, sau đó là sắp sửa điều tra tới nhấp cửu la la vốn thuộc loại khó có thể quên được. Cho nên gấu đen nhận ra cô vì gương mặt của nhấp cửu viêm thác khẽ nuốt nước bọt, đúng thế, cô ta lại đi rồi. Gấu đen thắc mắc, lại đi đâu? Viêm thác thở ơ, em chưa kể với anh à? cô ta làm nghé điêu khắc, thường xuyên mở tới mấy nơi nhiều truyền thuyết, tượng đất như Sơn Tây, Thiểm Tây. Mấy tháng nay, cô ta liên tục đảo quanh khu vực Thiểm Nam. Gấu đèn nghiêng người về phía trước, nhìn nhấp cửu la một lúc lâu, đẹp đây chứ. Không định quay lại à, cho dù không kết hôn thì ngủ mấy lần cũng được mà. Nói rồi gã cười cợt nhà. Viêm thác đáp trả, anh gấu, anh còn vậy em không thức cùng anh nữa đâu đã bảo lo chuyện quan trọng rồi mà. Gấu đen cười ha ha, được rồi, lo chuyện quan trọng. Vì nốt nhạc đẹp ấy, chẳng hiểu sao gấu đen thấy lòng thoải mái hần. Lúc lướt video, gà còn mâm nga bài dân ca và than văn với viêm thác. Hôm sau hàn quán còn đến gặp Trấn Phúc được thì nghĩa là chỗ khách sạn không có việc gì. Viêm thác chỉ mong sao gà dừng luôn ở đây, đúng thế. Theo em thấy, nếu có việc thì khả năng xảy ra ở chỗ bọn phùng mật cùng cao hơn. Do dự bột thoáng, gấu đen vẫn không dám qua loa, chị Lâm dặn rồi, cứ xem hết đi vậy. Tùy, thích thì cử xem, đằng nào cũng lấp liếm xong vụ của nhấp cửu la rồi, tảng đá đè nặng trong lòng viêm thác đã rơi, anh đã có tâm trạng xử lý bữa ăn khuya. Sau đó anh uống hết cả hai lon bia cùng với mấy món ăn. Chẳng biết xem tiếp bao lâu, khi anh đang cúi đầu mở lon bia thứ ba, hình chiếu bỗng dừng lại. Là bị bẩm dừng vì tiếng đã tắt, hình ảnh chẳng còn thay đổi. Gấu đen ngồi im ở bên cạnh anh, không nhúc nhích. Một dự cảm chẳng lành xuất hiện trong đầu viêm thác. Anh ngừng đầu lên. Trên tường vẫn là cảnh tượng trước quay tiếp tân. Hàn quản đang kéo vali đi vào làm thủ tục đặt phòng. Chẳng hẳn đây là cảnh của tối hôm trước. Nhưng đó không phải điểm chính của hình ảnh này mà điểm chính là có người, đường hoàng đi ra khói cửa khách sạn. Lúc này gấu đen cũng mở miệng. Gã hỏi, viêm thác, đây là cậu mà. mươi 74, viêm thác chẳng thể ngờ được mình từng gặp hàn quán. Chuyện khi nào nhỉ? Nhớ rồi, đó là lúc anh bị châu châu cảo. Nhấp cửu la đưa anh về khách sạn hơ lửa trời sinh anh rời khói khách sạn, trời đã tối, tuyết bắt đầu bao phủ khắp đất trời khi hồ ra khi ấy hàn quán đang làm thủ tục đặt phòng biết rõ gấu đen đang nhìn mình nhưng anh vẫn giả như không biết chỉ ngơ ngác nhìn hình chiếu và thì thao con người ấy mà quả nhiên không được nói dối anh quay sang nhìn gấu đen còn vỗ đùi gã thì thầm chuyện này anh chờ nói với dì lâm nói rồi anh gắp một đũa rau trộn lên ăn nhân tiện mở tiếp móc lon bia và uống một hớp lớn gấu đen chẳng hiểu mô tê di khoan Tôi không nói việc gì với chị Lâm cơ. Viêm thác đang bận ăn, giọng nói không quả rõ ràng. Anh biết rồi con gì, mọi thứ rõ ràng như thế. Biết cái gì mà rồi. Dẫu còn ngơ ngác nhưng cũng chẳng ảnh hưởng tới việc gâu đen hồi tưởng lại. Ngày Hàn Quân tới Thạch Hà, gã đang bận dẫn người đi tôm bọn tường Bách Xuyên. Trên đường đi còn nhận được điện thoại của viêm thác nhưng vì không rảnh nên đã gửi luôn địa chỉ cho anh. Một ngày trước đó, gã mất liên lạc với viêm thác ở bãi cỏ lau vì bận xử lý anh đao và con chó rách kia gã hỏi hôm đó cậu bảo gặp mấy tên côn đồ làm hỏng cả điện thoại phải mang đi sửa cơ mà viêm thác đáp đúng vậy gấu đen tiếp tục sửa điện thoại ở khách sạn à viêm thác rỡ khóc giờ cười anh ngớ ngẩn đấy à em với anh lạc nhau từ nửa đêm hôm trước đến tận tối hôm sau mới liên lạc lại giải quyết mấy kẻ côn đồ và sửa điện thoại tốn nhiều thời gian thế à tất nhiên em còn đi làm việc khác nữa rồi gầu đen càng thêm ngơ ngác việc gì viêm thác sắm mặt lại anh gấu anh cố ý đấy hả à? anh quay bố nó lại rồi mà còn hỏi nữa à hơ còn cáu nữa gầu đen cảm thấy mình cần phải suy nghĩ bên mất một đêm bị camera khách sạn quay lại còn tức giận không cho nói với chị lâm gà trợn mắt cậu đi khách sạn Chơi gái hả? À? Viêm thác vỗ chán, cảm thấy mình không nên nói gì dù gấu đen có bảo anh đi bán. Đừng bảo cậu đi bán nhé. Viêm thác chửi thâm trong bụng rồi nghĩ mình không nên để mặc cho gấu đen tự do phát huy trí tưởng tượng. Càng nghĩ gấu đen càng thấy hợp lý, chắc chắn người thông minh như mình thế này đã nhìn thấu tất cả, đờ mở, viêm thác. Lần trước cậu mất tích, tôi có xem hết mấy video lâm linh quay lại khi ấy lão tiền tài xế kia bảo cậu làm dịch vụ tình dục bọn tôi đều không tin tưởng là câu chơi tình một đêm rồi trêu lão tài xế gã mò lại gần viêm thác cậu có bệnh tâm lý gì không tiện nói không vậy cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao cậu lại ném con bé kia ở vùng núi hẻo lánh rồi cậu thấy căm ghét chính mình sau khi làm việc đó chứ gì nhưng rồi cậu lại không điều khiển được bản thân cái này người ta gọi là gì nhỉ tâm thần phân liệt còn chưa nói xong, viêm thác đã xốc cổ áo gấu đen, ấn gà vào bức tường phía sau. Trong phòng lặng mắt, hình chiếu trên tường là hình ảnh viêm thác được phóng to, còn ở ngay sát bên gã là gương mặt ngược sáng của viêm thác. Gương mặt ấy, ngày thường nhìn thật thân quen nhưng nay bỗng trở nên xa lạ, không chỉ xa lạ mà nó còn hơi vặn vẹo, hung dữ và ác độc. Viêm thác nghiến răng, nếu anh dám nói việc này ra ngoài dù chỉ nửa chủ, tôi sẽ giết anh bị mình nói chung thật hả gấu đen thầm cảm khái cuộc sống đúng như một võ kịch đêm nay vô tình biết bao khi việc của hàn quân gã chẳng điều tra được gì mà lại móc ra một bí mật của viêm thác gã giơ hai tay lên đầu như thể hiện mình đầu hàng còn an ủi viêm thác cậu yên tâm đi tôi có phải kẻ lầm móm đâu chúng ta cứ coi như không có việc gì đi ha viêm thác nhìn gã một lúc lâu mới cười mỉa buông tay ra sau đó anh quay lại chiếc bàn nhỏ, cầm lon bia lên tu ứng ực. Lòng bàn tay anh ướt mồ hôi. Đây không phải cái cớ anh định nói, anh nghĩ là cùng lắm thì thừa nhận mình quay lại với nhấp cửu la. Chí tưởng tượng của gấu đen khá vớ vẫn nhưng trong sự vớ vẫn lại có sự logic lạ thường. Thế nên kệ đi, miễn sao chót lọt. Bỏ bia đi ấm, anh gọi gấu đen như không có việc gì, anh gấu, xem tiếp đi còn bao nhiêu video đang chờ đấy. Nét mặt cũng thay đổi. Gấu đen cũng ngồi xuống bên bàn, con người quả là nhiều gương mặt, chỉ có sống chung lâu dài mới phát hiện được bộ mặt mà người ta che giấu. Gã bấm nút chạy tiếp, đi đôi với tiếng động khè của máy chiếu, hình ảnh trong video vẫn bình thường như trước, không có bất cứ vấn đề gì, làm thủ tục xong, hàn quán vui vẻ đi vào thang máy, còn bốc một viên kẹo trong đĩa đặt ở trước quầy tiếp tân gấu đen không móc nối viêm thác với chuyện hàn quán mất tích bởi vì khi đi qua sảnh viêm thác không nhìn ngang ngó dọc cũng chưa từng nhìn vào hàn quán với lại đêm đó anh đã ở chỗ a băng rồi hai người cùng ngồi xem video và cùng mang trong lòng những tâm sự khác nhau lát sau gấu đen hắng giọng mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước việc này vẫn nên đi gặp bác sĩ thì hơn viêm thác cũng không quay đầu cứ nhìn thẳng vào màn hình một lúc lâu sau mới đáp lại xem hết video đêm đã khuya trong lúc ấy lý nguyệt anh và dương chính lần lượt nhắn tin cho gấu đen chắc là đã xem hết rồi trước mắt phía ba người này chưa có vấn đề gì cả chỉ còn mỗi phùng mật là không tin tức gì gấu đen sốt ruột gọi sang dục mới nói được mấy câu đã tức tối cúp máy chửi thể mẹ kiếp có bốn phần video thì ba phần đã chót lọt viêm thác yên lòng hơn hẳn nhưng vẫn hỏi phía cô ta sao rồi nó bảo nó là người sống về đêm thời gian làm việc và nghỉ ngơi khác với chúng ta bà nó nó đang mở livestream ca nhạc bảo là khi nào xong việc mới xem tạm thời đành vậy cũng không thể ở mài chỗ gấu đen để dinh tin tức mới được về đến phòng sau khi tầm qua loa viêm thác định nhắn tin hỏi han nhiếp cửu la nhưng nghĩ tới việc bây giờ đã quả khuya thì lại thôi lát sau anh mở app chuyên về video trên điện thoại Phùng Mật là một ca sĩ quán bar khá nổi tiếng. Gấu đen bảo cô ta đang mở livestream ca nhạc thì chắc cũng dùng mấy app nổi tiếng thôi. Anh bã mở từng app một, tìm kiếm với những từ khóa phùng mật, đang livestream và sống tại Hạ Môn. Quả nhiên chẳng bao lâu sau anh đã tìm được. Đúng là cô ta đang livestream thật, số fan của cô ta không quả nhiều, chỉ 20.000 người đổ lại nhưng khu bình luận rất náo nhiệt trong số đó có những bình luận với ngôn từ quả quyết như người đẹp có thể mặc ít đồ hơn không mà Phùng Mật rất thân nhiên đọc những bình luận ấy lên uống một hớp rượu vang rồi kéo cổ áo sơ mi tùy theo số lượng quà thôi cũng có người tặng quà chỉ định bài hát như yêu anh thì ôm anh một cái lâu đài phép thuật an hòa kiều Phùng Mật không nói dối cô ta hát khá là hay nhất là sau khi uống rượu Giọng hát điệu men say có chút khàn khiến người ta cảm nhận được sự tang thương không nên có trên gương mặt trẻ trung. Số 009 của Phùng Mật còn cao hơn cả bọn chân phúc, dương chính, hàn quán. Đừng bị gương mặt ấy lừa, cô ta cũng là một kẻ giả đời đấy. Viêm thác nạp tiền vào tài khoản rồi tặng may một chiếc poster. Porsche ở app này không đắt lắm. Nhưng giữa một đảm phen chỉ tặng hoa và bia thì nó đúng là hạc giữa bay gà. Hơn nữa, anh không chỉ tặng có một chiếc mà cứ một lúc lại tặng, tổng cộng là tặng hết 10 chiếc. Anh biết Phùng Mật nhìn thấy những món quà đó, quan trọng nhất là tài khoản của anh dùng tên thật, anh chỉ lấy mấy biệt danh như Thác vô địch hồi trẻ con thôi, sau này gần như anh toàn dùng tên thật. Quả nhiên chỉ lát sau nét mặt của Phùng Mật đã thay đổi, cứ luôn liếc màn hình. Món quà cuối cùng, Viêm Thác tặng một chiếc xe ngựa bị đỏ. Phùng Mật ghé sát vào màn hình, cười khanh khách, có một bạn fan tên Viêm Thác tặng mình rất nhiều xe. Cảm ơn bạn nhé, tặng bạn một bài hát Minh thường hay hát vậy. Bài đợi anh lâu đến vậy. Vừa nghe là biết tình ca sớt mướt, Viêm Thác không nghe mà đang xuất khói áp luôn. Lát sau, quả như anh mong muốn, cửa số chat có một tin nhắn mới của Phùng Mật. Tin nhắn không có nội dung gì, chỉ có một số điện thoại. 10 phút sau, viêm thác gọi qua quả nhiên người nghe điện thoại là phùng mật đêm hôm giọng cô nàng ngọt như mật viêm thác hà viêm thác hỏi cô ta xong việc rồi à nghỉ sớm không muốn hát với bọn dỡ hơi nữa sao anh lại xem em livestream viêm thác lặng lẽ hướng chủ đề vào việc chính ban này ngồi xem video với anh gấu nghe nói cô còn chưa xong việc nên vào giúp giúp anh ấy nếu đã xong việc thì có thể bắt đầu làm việc dối chứ phùng mật ngạc nhiên anh xem video theo dõi với anh gấu à hai người đàn ông xem với nhau là cái kiểu gì viêm thác đáp tôi cũng hy vọng anh ấy là một cô nàng xinh đẹp tiếc là không phải phùng mật cười khanh khách thể xem với em này em là nữ đây viêm thác được thôi phùng mật ngắn ra lát sau còn hỏi anh không sợ em hiểu lắm à viêm thác hỏi ngược lại có gì mà hiểu lắm tôi cũng xem với anh gấu đó anh ấy có hiểu lắm đâu Phùng Mật hừ mũi hơn dỗi, vậy mà anh còn tặng em nhiều quà thế. Viêm Thác đáp, cô không biết tôi có bao nhiêu tiền à? Chốt quả côn con đó cũng đảng mang ra nói hả? À? Phùng Mật không nói nổi nữa, Viêm Thác toàn vậy, nói chuyện như muốn cần người ta, làm cô ta tức muốn chết mà chẳng làm sao được. Lát sau cô à hỏi, anh định xem với em kiểu gì? Đến nông trường hả? Viêm Thác trả lời, xem từ xa, vừa nói chuyện vừa làm việc không tốt à? phùng mật thất vọng tràn trề xem từ xa a à. viêm thác thở ơ thể tôi cúp đây không đợi phùng mật nói thêm anh cúp máy luôn phùng mật gọi lại ngay lần này viêm thác kết nối với tai nghe trong giọng nói của cô ta có chút tủi hơn viêm thác sao anh nhỏ mọn quá vậy mời nói vậy đã cúp điện thoại em có bảo xem từ xa không được dâu em sợ anh thấy chán thôi mà nhiều video thế phải xem lâu lắm đấy anh chắc là anh sẽ xem cùng em đến hết, không cúp máy giữa chừng chứ. Viêm thác, ừ. Phùng mật, anh nói rồi đấy nhé. Nghe thì hay nhưng khi mở video lên rồi, phùng mật mới thấy dở, cô ta thì không sao. Bởi vì phải chuyến video nên còn có việc để làm chứ viêm thác thì cứ dơ điện thoại nghe tiếng bầm của bên này à. Thế thì buồn biết mấy. Cô nàng ngại ngùng nói, nếu anh có thể xem cùng thì tốt, chúng ta còn có thể thảo luận, thương lượng với nhau viêm thác được chứ có không biết trên đời có cái gọi là tim viewer à theo sự hướng dẫn của viêm thác phùng mật tải phần mềm xuống bấm kết nối là hai bên cùng xem chung một màn hình việc bầu bạn này bỗng dưng thú vị hơn nhiều màn hình chính là do phía phùng mật điều khiển tốc độ cũng do cô ta khống chế nên cô ta có thể trò chuyện với viêm thác về đường phố thạch hà kiến trúc xấu hoặc bên đường chiếc xe vi phạm luật giao thông và người tài xế ngu ngốc trong xe Video giao thông không nhiều như video khách sạn, cũng không nét bằng. Sau khi xem một lượt, viêm thác đã nhận thấy sự nguy hiểm. Mà hiển nhiên phùng mật cũng nhận thấy rồi, mới xem chung cô ta còn cười đùa, làm nhảm với anh, nhưng giờ đã bớt nổi hẳn, mà có mấy lần cô ta còn mở video trước ra xem đi xem lại. Nhịp tim của viêm thác tăng dần, mối nguy thật sự của nhấp cửu la không nằm ở camera của khách sạn, cũng không phải đám video theo dõi đã bị xóa của nhà hàng mà là ở đây lát sau trong tay nghe có tiếng của phùng mật viêm thác anh có phát hiện hình như bọn trần phúc đang theo dõi chiếc xe phía trước không viêm thác còn muốn vớt vát đôi chút có à có chủ anh xem mấy đoạn đường là biết phùng mật vừa nói vừa mở video đến đoạn quan trọng anh xem đoạn này đi có một chiếc xe taxi luôn đi phía trước bọn họ anh gấu còn bảo em phải chú ý xem có chiếc xe nào bám theo bọn Trần Phúc không. Nhưng giờ anh thử nghĩ ngược lại mà xem, nhờ là bọn Trần Phúc theo dõi ai đó thì sao? Cổ họng viêm thác khô cả đi, anh đáp khè, có lý. Phùng mật nói tiếp, em phóng to ra xem sao, cô ta phóng to hình ảnh, tất nhiên bên viêm thác cũng vậy. Anh quơ vội dây bút, ghi lại biển số xe. Lúc nói chuyện với anh, nhấp cửu la bỏ qua vấn đề này, chỉ bảo là bỏ hành lý lên xe và có lưu số điện thoại của tài xế, khi nào rảnh thì đi lấy hai người đều không ngờ chiếc xe này còn gây ra rắc rối. Trên màn hình, hình ảnh vẫn tiếp tục được phóng to. Phùng Mật nói, "Để em xem có trông thấy người ngồi trong xe không." "Cảm ơn trời đất, camera giao thông không có năng lực ấy." Viêm Thác thở phào, có thể thấy rõ biển số xe là được rồi. Nhưng má cô không ở Thạch Hà nên không biết còn tôi đến mấy lần rồi nhìn lộ trình có vẻ chiếc taxi này định ra khói thị trấn bọn trần phúc cùng thế lộ trình tương tự cùng có thể là trúng hợp không thể khẳng định ngay được cô phải xem cả video sau khi ra khói thị trấn nữa đoạn video ra khói thị trấn là lý nguyệt anh phụ trách mà bà ta đã bảo với gấu đen là video không có vấn đề gì từ lâu rồi phùng mật than cô lý không xem cẩn thận đâu bây giờ cô ấy đang cảm thấy cả thế giới đều có lỗi với mình anh gấu đúng là bị mù thì mới giao việc cho cô ấy viêm thác cưới chúc mừng cô phát hiện ra vấn đề công đốc thúc của tôi cũng được coi là không uổng phí những việc còn lại cô bàn với anh gấu đi tôi không tiện tham dự vào cúp đây cúp điện thoại nhưng chưa tắt tim viewer tim viêm thác đập như nổi trống anh vội vàng mở áp đọc xong là cháy lên nhắn tin cho nhiếp cửu la số điện thoại của tài xế taxi mà cô bỏ hành lý ở xe mong anh phải hành động ngay lúc này dù phùng mật liên hệ với gấu đen ngay thì tạm thời bọn họ cũng chỉ biết mỗi biển số xe muốn điều tra đến người tài xế thì còn phải mất một khoảng thời gian còn anh có số điện thoại là có thể liên hệ được ngay giờ này chắc hẳn nhiếp cửu la đã ngủ rồi viêm thác đang định gọi điện thoại qua cho cô thì không ngờ cô đã nhân lại nhắn lại thì tốt viêm thác gọi ngay cho số điện thoại ấy gọi xong cuộc ấy đã là 3 giờ sáng. Team viewer đã bị tắt, màn hình máy tính cũng tối rồi. Viêm thác thở dài, kể chán xuống bàn làm việc, nằm một lúc lâu. Đêm nay, anh mệt như đánh mấy trận liên. Bỗng dưng anh lại nhớ ra một việc, sao muộn thế này nhấp cửu la còn chưa ngủ. Cầm điện thoại lên mới phát hiện khi anh đang gọi điện thoại, cô đã nhắn thêm hai tin nữa. Xảy ra việc gì à? Không đợi được anh nhắn lại, hôm nay bên tôi có chút tiến triển, khi nào gặp tôi nói tỉ mỉ cho anh. Mệt quá, ngủ ngon. Đọc xong là chảy, đúng là vừa tốt vừa không tốt. Người ta nhấm nháp dư vị, con chữ đã tan biến trong khói lửa. Không có việc gì nữa rồi, tạm thời có thể yên giấc. Viêm thắc nhắn lại hai từ, ngủ ngon. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 75. Hôm trước thức khuya, Hôm sau viêm thác ngủ tới tận 11 giờ. Lại còn không phải tự anh thức dậy mà bị tiếng đập của đánh thức. Trong phút giây giật mình tỉnh giấc, lưng anh tùa mô hôi lạnh, trong đầu nảy lên suy nghĩ, tiêu dối, xảy ra chuyện rồi à. Sau đó anh mới nghe ra đó là giọng của lữ hiển, viêm thác. Viêm thác, ngủ như chết thế hả? Ngủ nữa là thành lợn đây. Viêm thác thở dài, xuống giường mở cửa cho anh ra còn thế nữa kiểu gì anh cũng suy nhược thần kinh. Cửa mở, nắm đấm của Lữ Hiện đập vào không trung con người anh ta suýt ngã vào trong phòng. Anh ta giữ thăng bằng cơ thể, còn chỉnh trang quần áo, cậu làm sao mà dậy muộn thế? Viêm thác ngáp dài, xem phim, thức khuya. Lữ Hiện vừa vào phòng đã hùng hổ, biết vì sao tôi đến tim cậu không? Mượn xe người ta rồi không biết đường trả, định ăn luôn đấy hả? Còn điện thoại nữa, Cậu có biết bây giờ tôi phải dùng tạm iPhone 6 không? Người ta ra đến 12 rối mà tôi còn dùng 6. May mà tối qua anh đã xử lý xong việc rồi. Viêm thác chỉ vào túi đựng điện thoại mới trên sofa, tôi không quên đâu. Với cả xe ở dưới nhà đấy còn gì, cái xe rách của cậu cũng đáng để tôi ăn luôn à. Có điện thoại mới rồi. Mắt lữ hiện sáng bừng lên, anh ta hét lên rồi lao tới, chẳng đoái hoài tới câu móc mia của viêm thác. Viêm thác ngồi xuống ghế trước máy tính, nhìn Lữ Hiện mừng rơn bóc vỏ hộp, thử điện thoại. Anh cũng nhận thấy hôm nay Lữ Hiện ăn diện rất trang trọng. Anh cưới mỉa, đeo caravat co, đầu này là xịt keo rồi hả? Lữ Hiện chẳng ngừng đầu lên, gặp nữ thần mà, phải trang trọng chứ. Bao giờ gặp? Gặp xong rồi, cậu tưởng ai cùng ngủ đến giữa trưa mới dậy như cậu hả? Má ơi, đã gặp xong rồi. Lâm hỉ Nhu tim Lữ Hiện chắc chân là để làm mỗi cho anh ta với Lâm Lĩnh. Giờ anh ta bảo gặp xong rồi mà tâm trạng còn vui vẻ thế, nghĩa là... Làm mỗi thành công. Anh hỏi dò, thề cậu, đồng ý à? Không nhắc thì thôi, vừa nhắc Lữ Hiện đã sủ lông, này viêm thác. Cậu thật vô lương tâm, biết chuyện này từ trước mà không thèm nhắc nhở tôi. Trời ơi, ghép tôi với Lâm Linh, xấu hổ muốn chết luôn á, cậu có biết không? tôi còn không chuẩn bị tâm lý từ trước chứ. Viêm thác không quan tâm anh ta có xấu hổ hay không, rốt cuộc cậu có đồng ý không? Lữ hiện dựa lưng vào sofa, bắt chéo chân, đã là thời đại chủ nghĩa khoa học xã hội dối. Đám nhà giàu các cậu vẫn nghĩ có thể mua tình yêu của thằng chính trực này bằng tiên hà. Mẹ kiếp, nói tiếng người đi có được không? Viêm thác cảm thấy nhức đầu. Lữ hiện liến thoảng, Lúc đầu tôi còn nghĩ có nên từ chối nhẹ nhàng không nhưng sau đó tôi cảm thấy không ổn, phải bóp chết mọi suy nghĩ từ trong trứng nước. Tôi nói thẳng với dì Lâm nhà cậu dối, bảo là chuyện tình cảm phải dựa vào cảm giác của con người. Trên xã hội có rất nhiều thứ mất đi sự thuần túy ban đầu rồi nhưng tôi hy vọng ít nhất mình có thể tự do lựa chọn chuyện tình cảm. Viêm thác không rảnh nghe anh ta thuyết trình triết lý, dì Lâm thì sao? Dì ấy thấy thế nào? Không vui hả? Sao có thể thế được? Lữ hiện nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ, nữ thần á. Sửng sốt trước câu trả lời của tôi luôn, có lẽ nữ thần không ngờ được tôi lại là người có nguyên tắc thế. Tôi cảm thấy tôi đã khiến nữ thần chú ý. Viêm thắc cạn lời, đứng dậy bước lại gần chỗ Lữ Hiện, nhìn anh ta từ trên cao, Lữ Hiện. Hai tay Lữ Hiện giang rộng để trên lưng ghế, anh ta vắt chân, ngẩng đầu nhìn anh, sao? Viêm thác đắn đo một lúc rồi cố gắng nói thật nhẹ nhàng. Cho dù cậu không thích Lâm Linh thì cũng phải đồng ý, tạm thời nghe theo ý Di Lâm trước, hiểu không? Lữ Hiền không hiểu, tại sao chứ? Anh ta nhìn viêm thác, ánh mắt dần thay đổi, tôi hiểu rồi. Lâm Hỷ Nhu và Lâm Linh cùng họ, chắc chắn sẽ thân thiết với nhau hơn với cậu. Dì cậu muốn ghép cậu với Lâm Linh theo tiêu chí nước phù sa không chảy ruộng người ngoài, nhưng cậu không chịu nên đấy cho tôi chứ gì viêm thác không biết phải nói gì nữa sao hai hôm nay anh toàn gặp phải người thích suy luận thế được lắm viêm thác trò đầy người khác lên làm bia đỡ đạn này không hay đâu nhé cậu định mày chết hơn tao chết chứ gì còn lâu tôi mới nghe cậu anh ta hầm ngữ cầm điện thoại mới rồi đứng dậy nề tình chiếc điện thoại mới tôi không cãi nhau với cậu tôi bận lắm mai còn phải đến nông trường khảo sát với nữ thân nữa hai từ nông trường khiến viêm thác giật này mình, sao cậu lại tới nông trường? Lữ hiện lườm anh, cậu có vẻ mặt gì đấy? Tôi đến nông trường là việc quả bình thường mà. Nông trường ở dưới nông thôn, nhiều công nhân nên càng cần nhân viên y tế. Tôi đến đánh giá phòng y tế hiện tại của bọn họ rồi đưa ra đề nghị nâng cấp và tăng mạnh nhân viên. Nói xong anh ta định đi nhưng lại bị viêm thác chặn đường. Lữ hiện cảnh giác, cậu lại nghĩ ra cho quỷ gì nữa? Viêm thác thì thầm trong nét mặt nghiêm túc, Lữ Hiện, tôi nói thật đấy. Khi nào gặp lại gì Lâm cậu cứ bảo mình đã suy nghĩ lại, quyết định thử tìm hiểu Lâm Linh điều này rất quan trọng. Cùng lắm bọn cậu tìm hiểu một thời gian dối chia tay, cậu có tổn thất gì đâu. Nhìn vẻ mặt của viêm thác không giống đang nói đùa, Lữ Hiện bực bội, tại sao? Viêm thác tránh nặng tim nhẹ, tôi có gạt cậu bao giờ đâu. Việc này cậu cứ nghe tôi, vừa đẹp mặt mọi người mà cũng tốt cho cậu. Khi nói xong câu cuối, anh cố tình nhấn mạnh. Nghe những gì anh nói, Lữ Hiện bốn chôn liếm môi dưới. Viêm thác rất ít khi như vậy. Nhìn về quá khứ, quả thật viêm thác chưa từng gạt anh ta. Tuy anh ta gọi nữ thần suốt nhưng thực tế anh ta chẳng hiểu lâm hỉ nhu mây, không thân quen bằng viêm thác được. Thế nên cứ nghe lời người quen đi nhỉ. Lữ hiện khó xử nhưng mà lời lật lọng khó nói lắm. Viêm thác thở phào, cái này không gọi là lật lọng, nó là quyết định sau khi suy nghĩ kỳ càng. Tiện lữ hiện xong, viêm thác đi tìm Lâm Hỷ Nhu. Từ phía xa, thấy gấu đen đi ra khói phòng Lâm Hỷ Nhu, viêm thác quan sát nét mặt gà theo thói quen, gấu đen đang nhớn mắt, vẻ mặt khinh thường. Chắc là không có việc gì hoặc ít nhất là không xảy ra việc gì bất lợi cho anh. Viêm thác chào gã, anh gấu. Đột nhiên gặp được anh, gấu đen nhờ ngay tới chuyện tối qua, thế là rất lúng túng. Đến khi phát hiện viêm thác rất thân nhiên, không có nét xấu hổ của người bị phát hiện bí mật, gã hơi cảm khái, trên mạng nói chẳng sai tẹo nào, chỉ cần mình dưỡng dưng thì người thấy xấu hổ sẽ là kẻ khác. Viêm thác chú ý tới mắt gã, ngủ không ngon giấc à mà mắt có cả tơ máu thế kia. Hôm qua anh thức đợi phùng mật báo cáo tình hình à. Nhắc tới phùng mật, gấu đen lại tức, con dựa đó cứ làm nhăm suốt đêm, bảo là xe taxi có vấn đề. Viêm thác cười, thì điều tra chiếc xe đó đi. Chẳng điều tra thì sao, vừa tra xe vừa tra người, còn xem lại cả video giao thông ở ngoài thị trấn nữa. Gấu đen ngáp dài, nước mắt chảy cả ra, kết quả chả có đéo gì. Video bên ngoài thị trấn được chia làm nhiều đoạn nhỏ vì chỉ có những đoạn đường lớn mới có camera nên thường xuyên xuất hiện tình trạng chiếc xe biến mất khói đoạn đường này, lát sau lại xuất hiện trên đoạn đường khác qua mây đoạn video, có thể thấy được hai chiếc xe ấy nối đuôi nhau rất nhanh trên đường. Điểm này hơi đáng nghi nhưng vì dưới nông thôn, cảnh sát không nghiêm lắm nên sau khi ra khói thị trấn, rất nhiều tài xế sẽ tăng tốc độ. Mà quan trọng nhất là lát sau chiếc xe taxi đã xuất hiện trên đoạn đường khác. Nếu tính theo khoảng cách giữa hai con đường thì chiếc xe ấy vẫn luôn chạy, trong khi xe của bọn Trần Phúc thì biến mất từ đây. Gà cũng tìm được số điện thoại của tài xế taxi. Khi gọi tới hỏi, người tài xế nghĩ rất lâu mới đáp, hôm đó tôi cần xuống nông thôn, đang bực dọc mà trên đường lại có chiếc xe cử muốn vượt lên, tôi còn đua với nó một đoạn. Sau này chiếc xe ấy tụt lại phía sau, chẳng biết đi đâu nữa. Còn tôi tìm được khách nên quay về thành phố luôn. Tình hình là như vậy, Gấu Đen kế sơ qua rồi hỏi Viêm Thác, cậu nói xem có phải bọn họ cố tình tìm thêm việc cho tôi không. Viêm Thác đáp, cũng không thể nói thế được. Cô ấy làm vậy cũng để cẩn thận, không bỏ sót bất cứ điểm đáng nghi nào thôi mà. Gấu Đen thật sự phục anh, cậu đúng là, không hổ danh người được chị Lâm nuôi dạy, nói chuyện giống hệt chị ấy. Viêm Thác nhíu mày, vậy khó đấy, thế này thì tìm sao được? Gấu Đen hừ mũi, trong mắt chị Lâm chẳng có việc gì khó hết. Rồi gã nhỏ giọng đi, đồng thời chỉ vào cửa phòng Lâm hỉ nhu. Chị Lâm bảo sử dụng cách thô sơ nhất là bắt đầu tìm hết mọi con đường nhỏ, mọi phương hưởng, mọi tấc đất xung quanh con đường lớn mà chiếc xe xuất hiện lần cuối. Thế mới bảo xếp mở miệng nhân viên mệt nhoài bởi vì chị ấy đâu có phải đi tìm, chỉ khổ bọn A bằng thôi. Gã nhún vai bỏ đi. Viêm thác đứng im tại chỗ. Đây đúng là biện pháp thô sơ nhất nhưng chắc chắn sẽ có tiến triển, ít ra chạm bơm kia sẽ bị phát hiện. Đang trôi theo dòng suy nghĩ, anh chợt nghe Lâm Hỷ Nhu gọi, tiểu thác. Ngoảnh lại theo tiếng gọi, Lâm Hỷ Nhu vẫn chìm chu như bao ngày. Gù ăn mặc của à thuộc kiểu các bà quyền quý nhưng vì gương mặt tự mang nét quyến rũ nên dù là bộ đó khó mặc như hoa tấm, vải nhung, màu nâu trốn à vẫn cứ đẹp. Hôm nay ả à mặc chiếc áo khoác ngắn đơn giản màu trắng gạo, bên trong là váy len lông cừu bó sát mông nhưng ẩm kết hợp với tất da và đôi bút ngắn cao gót làm từ da hưu có khảm kim cương ở bên rìa. Viêm thác cười, dì Lâm, dì mặc đồ đẹp thế là định ra ngoài à? Lâm hỉ nhu cũng cười, đúng vậy, ngày mai lại phải đến nông trường làm việc dối. Hôm nay nhân lúc rảnh rỗi, dì dẫn Lâm Linh đi mua sắm quần áo. Con bé sắp sửa yêu đương rồi, cũng nên trang điểm một tí cho đẹp. Cháu có muốn đi cùng không? Sắp sự yêu đương. Quả nhiên ý kiến của Lữ Hiện chẳng hề quan trọng. Viêm thác từ chối, dạ thôi, đi kiểu các gì cháu chân chết mất. À, cháu phải ra ngoài mấy hôm. Làm gì thế? Cuối năm rồi, bên đối tác gửi thiệp mời dự lễ cảm ơn với họp thường niên. Cháu không tham dự hết được nhưng phải đi một, hai nơi để tỏ thánh ý. Lâm Hỷ Nhu cũng biết những việc này luôn do viêm thác xử lý. À khẽ gật đầu rồi lấm bẩm lại một năm nữa rồi. Viêm thác nhìn à. Đúng thế, lại một năm nữa rồi. Sáng sớm nhiếp cửu la đã dậy. Đêm qua viêm thác đã bảo với cô sẽ đến để đưa cô về nhà. Sắp được về nhà, tâm trạng rất ư là vui vẻ. Khi viêm thác đến, cô đã sửa soạn xong xuôi, đang chống gậy đi quanh phòng khách vì quá nhàm chán đúng thế cô đặt mua một chiếc gậy còn là loại gậy bốn chân chống trơn trượt của người già viêm thác mở cửa vào nhà đang định chào cô thì đã sững sờ với phong cách ăn mặc của cô cô đi tất trắng dép lê mặc đồ ngủ dép lê và đồ ngủ nguyên một bộ do anh mua bên trên đều có những hình về đáng yêu nhưng chưa hết vì cánh tay luôn bị treo nên cô không thể mặc áo khoác mà chỉ khoác hở trên vai cô khoác một chiếc áo khoác màu đen to sụ kiểu đứng tuổi và chống gậy của người già. Viêm thắc hỏi, cô cứ mặc vậy à? Dầu gì cũng là nghệ thuật ra, sao có thể để bản thân ủ rũ thế được? Nhấp cửu la vặn lại, tôi là bệnh nhân đây, chẳng lẽ tôi còn phải mặc đồ bó, đi giày cao gót à? Cùng phải, viêm thác nhìn hành lý của cô, một chiếc túi du lịch sách tay, một chiếc vali. Chiếc vali đựng Trần Phúc đó là của anh. Những điều quan trọng để dành nói ở trên đường. Còn lúc này viêm thác sách vali xuống dưới. Lưu Trường Hy ôm túi du lịch xuống nhà với gương mặt ủ rột. Tiểu thác này, cháu khuyên con bé đi. Mấy hôm nay nó mua bao nhiêu đồ gia dụng, bảo cũng không nghe, chẳng biết cuộc sống vất vả gì cả. Con gái không thể phung phí thế được. Viêm thác đáp, trước giờ cô ấy vẫn vậy chủ giữ lại dùng đi, đồ gia dụng cử bỏ xó hoài cũng không tốt. Lượt thứ hai lên nhà để đón người. Cô giúp việc cũng đã dọn dẹp xong, dù gì cũng ở với nhau một thời gian, cô ấy cùng phải xuống tiên. Tháo tạp dề ra lau tay, cô giúp việc chợt nhớ tới điều gì, cháu nhếp này, cháu có muốn vào kiểm tra lại một lượt không? Có khi lại bỏ sót thứ gì? Có lý lánh, nhếp cửu la đi tới cửa, nhìn khắp phòng mấy hôm trước cô còn chê nơi này chật trội tối tăm cụ kỳ và có mùi già cỗi nhưng nay sắp đi lại thấy lưu luyến nhìn quanh một lượt cô phát hiện ra một thứ thật nhiếp cửu la chỉ vào đầu giường cô lấy giúp cháu cái kia với cô giúp việc bước tới lấy cho cô nhiếp cửu la nhận rồi quay lại chia cho lưu trường nghỉ xem chủ trường hy cho cháu cái này nhé lưu trường hy vội gật đầu cháu cầm đi Đằng nào cũng là mua cho cháu mà. Cái gì vậy?" Viêm Thác tò mò, nghiêng người nhìn. "Hay lắm, cờ càng ngựa." Không biết lại định đi lừa gạt người thành thật nào nữa. Bốn người chia làm hai hàng, đi xuống nhà, Viêm Thác và Lưu Trường Hỉ đi đầu, cô giúp việc đỡ Nhiếp Cứu La đi sau. Vừa đi tới bậc thang đầu tiên, Viêm Thác đã cảm nhận được cơn gió lạnh buốt khu nhà này cũ rồi, tòa nhà cùng cũ luôn nên không có cửa cầu thang những chiếc xe đạp xếp đấy từ dưới cầu thang ra đến bên ngoài. Anh quay người lại, nhấp cửu la vừa mới đi cầu thang, đang định rẽ xuống thì thấy viêm thác giơ tay về phía mình. Cô chưa kịp làm gì, anh đã túm lấy hai vạt áo khoác của cô, cải cúc vào và bảo, gió to đấy, đừng phanh áo. Nếu không cải cúc chiếc áo khoác này cũng ra gì phết, nhưng khi cải cúc vào nó thành quê một cục, nhất là khi viêm thác con cải bữa để chắn gió anh cài nhấm vị trí các cúc rồi Nhếp Cửu la cúi đầu nhìn cúc áo rồi lại nhìn viêm thác anh đã đi xuống mất rồi cô giúp việc đứng bên cười bùi ngùi bảo cô làm giúp việc cho bao nhiêu nhà chỉ có mình người yêu cháu là tốt với cháu nhất Nhiếp Cửu la không đáp lại khi bước ra cầu thang gió lạnh ua vào cơ thể bọc trong chiếc áo khoác không thấy lạnh lắm nhưng lại rất bất tiện và ngột ngạt có một khoảnh khắc cô cảm thấy mình được bọc trong chiếc áo khoác chẳng khác nào chiếc thùng nước ẩm áp nhưng lại vụng về phần này đến đây là hết nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn